Vừa qua có một thí sinh đã một bài phát biểu không hay về một cái bạn thí sinh khác ở một cuộc thi gần đây, thì theo cá nhân tôi nghĩ đó cũng là một cách gây chú ý. Có nhiều người muốn gây scandal, có nhiều người muốn đi nổi tiếng bằng một cách nó không chính đáng, thì bản thân các bạn suy nghĩ như thế nào về cái việc này? Thì kính thưa anh cùng toàn thể các anh chị ở đây, thứ nhất là em xin thừa nhận đây là một phát biểu sai, và đây là một cái bộc phát cá nhân vào lúc đó thôi. Và em lúc đó thì em chỉ nghĩ là Facebook cá nhân của mình, thì mình muốn viết gì ở trên đó thì mình viết. Còn em không nghĩ sâu xa là mình đang là một thí sinh của một cuộc thi và mình cũng đang được dư luận quan tâm. Thế cho nên là em mới viết một cái status mà có cái ý chê bai một bạn thí sinh khác của một cuộc thi khác. Thì như các anh chị cũng đã biết, thì trong đêm live show trực tiếp ngày thứ 6 vừa rồi thì anh Quang Dũng cũng đã nhắc nhở em ngay trong đêm đó. Thì ngay lúc đó thì em cảm thấy rất là xúc động, và em thực sự thì em không nghĩ là cái chuyện mình làm ra nó lại gây ra một cái scandal lớn như vậy. Em không nghĩ là một câu nói của mình có thể gây chấn động dư luận đến như vậy. Và khi mà được anh Quang Dũng nhắc nhở thì em cảm thấy là em rất là cảm ơn anh. Và sau đêm đó về em cũng đọc lại báo chí, thì em nghĩ là mình đã làm sai và mình nên sửa sai. Và nhân ngày hôm nay họp báo cùng các anh chị ở đây thì em cũng xin được nhận lỗi về phía mình.